Xin chào tất cả các bạn, mình đang đi quay MV 24 giờ 7 ngày. Mình là Thảo My. Mình là Tùng Giỏi. Còn đây. Ôi. Chết rồi, chết rồi. Đang nhìn về hả? Đi ra Huy Hương ra. Còn hai cô gái này. Mình là Hoàng Quyên nè. Kinh quá. Nhạt nhẽo quá Quyên ạ. Xem chuẩn chỉnh. Không có ai xinh đẹp bằng mình hết. Nhờ, nhờ. Đúng. Và mọi người đang set up để chuẩn bị quay MV 24 giờ 7 ngày. Và bọn mình sẽ phải phơi nắng để quay được MV này cho thật đẹp. Và bạn Tùng đang đứng uống bò húc trong râm mát. Hôm nay nắng lắm. Đấy, giờ xong rồi tớ sẽ lột da. Quyên đang có ý định tắm nắng để lột da cho trắng này. Đây ạ. Đến khơi khai không người đấy. Đây là cái này là ba cho người ăn bánh mì. Nó là bánh nghệ.